xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, được xem là nữ TikToker có sự nghiệp vô cùng phát triển khi chỉ cần quảng cáo sản phẩm nào là sản phẩm đó nhanh chóng hết hàng. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân của hàng du mục với người chồng ngoại quốc lại đầy chắc trở, nhất là khi cô lên tiếng cho biết nhiều lần bị chồng tác động, thậm chí là lần gần nhất đã bị tấn công bằng dao. Sau khi phiên tòa ly hôn giữa hai người được diễn ra vào ngày 20 tháng 8, phía chồng của nữ TikToker đã lên tiếng và có nhiều cáo buộc khiến Hằng Du Mục bức xúc đáp trả. Vụ Hằng Du Mục ly hôn, người chồng có phản ứng gay gắt, nữ TikToker đáp trả. Hằng Du Mục đang là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng Việt. Cô gây ấn tượng với phong cách bán hàng thân thiện và nhiệt tình của mình. Những sản phẩm của cô nàng cũng được đánh giá cao và mỗi phiên like của cô đều mang về doanh thu khủng mà nhiều nhãn hàng ao ước. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, của nào xoay quanh hôn nhân của Hằng Dung Mục và người chồng Trung Quốc tên là Tôn Bằng cũng khiến dư luận xôn xao. Sáng ngày 20 tháng 8, bố của Hằng Dung Mục thông báo con gái đã ly hôn thành công và giành được quyền nuôi cả bốn người con, bao gồm hai con chung và hai con riêng của chồng cũ. Người chồng phản ứng gay gắt. Sau phiên tòa ly hôn không lâu, một tài khoản TikTok được cho là của Tôn Bằng đã có động thái gay gắt trên mạng xã hội. Theo đó tài khoản này tố Hằng Dung Mục ngoại tình và còn thậm chí nhắc đến Quang Linh Vlog Tài khoản này cho rằng Hằng du Mục là kẻ vô ơn khi Tôn Bằng đã hỗ trợ cô trong việc kinh doanh và quay vlog. Người này còn tuyên bố, ly hôn là một sự nhẹ nhõm, ngày nào cũng bị lo phản bội và lừa dối, thà ở một mình trong yên bình. Mỗi người đến với nhau và đồng hành được với nhau bao lâu đều cần duyên nợ. Đã từng tổn thương những gì, hãy để lại cho quá khứ. Xin đừng nhắc lại và đừng tiếp diễn những tổn thương. Cùng với đó, Tôn Bằng cho biết, chúng tôi tự nguyện ly hôn. Hãy sớm chia tay và bình yên, đừng làm phiền nhau và làm lại từ đầu. Tài sản của chúng tôi gồm cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nhãn hiệu, tài khoản phát sóng trực tiếp hiện tại, một nhà máy ở Cà Mau và hai đứa con trai. Tôi trao hết cho cô ấy, tôi đã làm điều đó một cách tự nguyện. Tôn Bằng cũng nói thêm, tất cả hoa hồng từ livestream đều được gửi vào thành ngân hàng ở Việt Nam của cô ấy. Toàn bộ số tiền mở hai cửa hàng đều do tôi đầu tư. Sau khi cô ấy giúp tôi tạm ứng khoản thanh toán vào tháng 6, cô ấy đã khấu trừ số tiền đã trả. Cô ấy giữ lại toàn bộ khoản thanh toán từ 2 đến 3 triệu nhân dân tệ của tôi chỉ vì cửa hàng tôi đầu tư dùng tên người thân của cô ấy. Tất cả tài sản của gia đình tôi đều nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy. Thế nhưng, Hằng Dung Mục phản bác, tiền hàng mấy năm nay đều được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh. Tôi không có một phần tài sản ở Việt Nam. Tôi bán hàng cho thương hiệu bao lâu rồi? Mới vài tháng, từ ngày 4 tháng 6, tôi bắt đầu không gửi tiền cho anh. Vì mấy năm nay, anh ghi chép tiền bất hợp pháp tôi đều có. Mâu thuẫn cũng từ lúc này bùng phát. Trong mắt anh đều là tiền. Anh chọn bỏ con cái, chỉ cần có thể lấy được tài sản và tiền tiết kiệm chung trong hôn nhân của chúng ta. Mấy năm nay lặp đi lặp lại, bao nhiêu lần anh tìm cơm bên ngoài, anh cũng muốn tôi công khai tất cả bằng chứng không? Rất khó coi đó. Tiền cấp dưỡng nuôi con anh không muốn đưa, tôi cũng đồng ý. Tất cả đều cho anh, anh vẫn chưa hài lòng sao? Để lại sự tôn trọng cuối cùng đi, đến lúc kết thúc rồi. Theo chia sẻ từ phía em trai của Hằng Dung Mục, sau khi ly hôn, nữ TikToker sinh năm 1995 dự định sau ngày 20 tháng 8, nếu mọi việc ổn hơn sẽ xuất hiện trở lại và livestream. Cùng với đó, khi nào xử lý xong những vấn đề hôn nhân của mình, Hằng sẽ về Việt Nam làm việc tiếp. Không chỉ làm việc, mẹ con Hằng Du Mục cũng sẽ về quê tiếp tục cuộc sống mới. Hằng Du Mục chính thức có kết quả ly hôn, quyết ra đi tay trắng để giành quyền nuôi bốn đứa con. Theo đó, phiên tòa không được chỉ người trong cuộc chờ đợi mà cũng được cả cộng đồng mạng dõi theo đã được diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Mới đây, trên trang cá nhân, bố của Hằng Du Mục đã chia sẻ về kết quả của phiên xử ly hôn của con gái. Kết quả của ly hôn của Hằng Du Mục Theo đó, phiên tòa ly hôn giữa ngôi sao mạng Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995, được dân mạng biết đến với biệt danh Hằng Du mục và chồng là Tôn Bằng đã diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ người theo dõi. Trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Công Hào, bố của Hằng Du mục, đã chia sẻ kết quả của phiên tòa. Cụ thể, ông Hào viết: Hằng Du mục đã được quyền nuôi hai con nhỏ và tất nhiên hai con lớn cũng sẽ theo mẹ. Mình đã bật khóc như con nít khi con báo tin. Cảm ơn đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Cảm ơn toàn thể cộng đồng mạng đã quan tâm ủng hộ. Dưới bài đăng của ông Hào và bài cập nhật mới nhất trên trang cá nhân của Hằng Du Mục, những người theo dõi đã để lại hàng loạt bình luận chúc mừng khi biết cô giành được quyền nuôi con. Ngay sau phiên tòa, Hằng Du Mục chia sẻ kết quả trên trang cá nhân. Cô cho biết đã phải trả cái giá rất lớn cho cuộc hôn nhân này và cô chấp nhận ra đi tay trắng để đổi lại là quyền nuôi bốn đứa con trai. Hằng Du Mục viết trên trang cá nhân, hôm nay tất cả người thân cận bên Hằng đều đã khóc khi nghe kết quả. Hằng tận sâu trong lòng cảm ơn ba mẹ, anh chị, người thân bạn bè và các bạn fan yêu thương mà có thể Hằng chưa từng gặp bao giờ đã luôn sát cánh bảo vệ và động viên. Dòng trạng thái này đến trưa ngày 20 tháng 8 đã thu hút hơn 420.000 lượt thả biểu tượng, hơn 43.000 lượt bình luận và 8.800 lượt chia sẻ. Cô tự nhận mình không thành công như nhiều người nói, mà là một người thất bại nên mới ngồi đây để viết những dòng này. Hằng Du Mục bày tỏ cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn và hôm nay hằng ra đi tay trắng nhưng đổi lại là bốn đứa con trai là điều kiện duy nhất của hằng những đứa trẻ chưa bao giờ sai cả cô cũng gửi lời xin lỗi vì những người thân bạn bè đã vô tình bị lôi vào câu chuyện của gia đình cô đã gây rối ren trên mạng xã hội thời gian qua và phải chịu đựng những lời phỉ báng oan ức cảm ơn những người đã luôn sát cánh bảo vệ và động viên cô hằng du mục chia sẻ mỗi người đến với nhau và đồng hành được với nhau bao lâu đều cần duyên nợ đã từng tổn thương những gì hãy để lại cho quá khứ. Xin đừng nhắc lại và đừng tiếp diễn những tổn thương. Xin đừng kích động và xin ai đó đừng để mình bị kích động để rồi làm ra những thứ đẩy bản thân mình vào hồ sâu. Như vậy, hàng du mục đã kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng thường xuyên có tác động vật lý với cô. Lần gần đây nhất vào ngày 10 tháng 8, cô đã bị hành hung nghiêm trọng khiến công an địa phương phải vào cuộc. Lần này cô đã được con trai riêng của chồng bảo vệ. Hằng Du Mục có mối quan hệ khá thân thiết với hai con trai riêng của chồng. Hai người này thường xuyên xuất hiện trong các video và các phiên livestream bán hàng của Hằng Du Mục. Theo đó vào trưa ngày 20 tháng 8, anh Lê Tuấn Linh, người quản lý của Hằng Du Mục tại Việt Nam, xác nhận các thông tin được đăng trên tài khoản Facebook tích xanh của cô là chính xác. Về việc không chỉ có hai con Hằng Du Mục sinh mà hai con riêng của chồng cũ cũng theo cô. Anh Lê Tuấn Linh giải thích do hai người này đều trên 18 tuổi nên có quyền được chọn ở với bố hay với gì. Về câu hỏi sau ly hôn, hàng du mục sẽ hoạt động tại Việt Nam hay Trung Quốc? Người quản lý cho biết hiện chưa có câu trả lời, nhưng điều chắc chắn là cô sẽ tiếp tục hoạt động live stream trên TikTok shop. Lê Tuấn Linh tiết lộ thêm, sau các phiên live stream thành công với gạo, sầu riêng Việt Nam, hàng du mục sẽ tiếp tục đẩy mạnh đồng hành và phát triển nông sản Việt Nam. Sắp tới, hàng du mục dự định sẽ bán cua Cà Mau, đặc sản quê hương của cô. Trước đó, Hằng Du Mục đã từng yêu cầu được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, bởi cô lo sau khi Tôn Bằng, chồng cô, bị bắt tạm giam và tài ngoại vào ngày 19 tháng 8 sẽ đe dọa cuộc sống của cô và các con. Ngày trước thêm ly hôn, Tôn Bằng đã đăng tải trên hai tài khoản TikTok của mình những lời lẽ nhằm biện minh cho hành động của mình. Anh ta cho rằng đã cho cô ấy mọi thứ và đầu tư vào cô ấy trong nhiều năm qua để đổi lấy thành công mà cô hiện có. Cụ thể người này viết, "Cô ấy có thể kiếm được 10 đến 20 tỷ đồng mỗi tháng." cô ấy trở nên trẻ trung và xinh đẹp. Tôi hơn cô ấy 14 tuổi, tôi có thể tức giận với cô ấy chứ. Cô ấy đã làm điều đó như thế nào? Tôi không có tiền để nhập hàng, không có sản phẩm nào được bán ra trong cửa hàng của chúng tôi. Sô-cô-la, trà là tân cương, việt quất, tôi còn gì để hy vọng? Cô ấy đã không cho tôi hy vọng, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi thất vọng, nếu không mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Tôn Bằng than phiền rằng, không còn tiền để nhập hàng, không có sản phẩm nào được bán ra trong cửa hàng của họ và điều này khiến anh ta cảm thấy bất an, thất vọng. Tôn Bằng còn nói rằng sự thất vọng này chính là lý do khiến anh ta thượng càng chân, hạ càng tay với hàng du mục. Câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ dưới bài đăng của Tôn Bằng, cho rằng việc cho đi mọi thứ không có nghĩa là anh ta có quyền làm đau vợ mình. Một số bình luận còn nhấn mạnh sự ích kỷ và nhỏ nhen của Tôn Bằng, đồng thời cảm thông cho những hy sinh mà hàng du mục đã phải trải qua trong cuộc hôn nhân này. Với những hy vọng mong chờ của hàng du mục cũng như cộng đồng mạng về phiên tòa ly hôn đã có kết quả xứng đáng cho cuộc sống mới của mẹ con cô. Hy vọng rằng sau tất cả những đau đớn đã trải qua, cô và các con sẽ có một cuộc sống mới yên bình, tránh xa khỏi bạo lực và những tổn thương tinh thần. Và đặc biệt, phát triển hơn để có thể quảng bá hình ảnh những món ăn đặc sản Việt Nam đến với bạn bè trên thị trường quốc tế. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại